Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Trong video chia sẻ ngày hôm nay chúng ta cùng đến với dự án để nhận 40 cái token BLB. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó thì làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start này. Rồi sau đó thì mọi người sẽ tiến hành thực hiện CAPTCHA nhé. Rồi tiếp tục thì mọi người sẽ join vào các kênh. Đầu tiên join vào channel. Rồi quay trở lại. Join tiếp vào kênh chat của nó. Ok, quay lại này. Sau đó thì mọi người sẽ follow Twitter và retweet lại cái bài của nó. Rồi chọn theo dõi. Tiếp theo thì mọi người sẽ like và retweet. Rồi quay trở về. Rồi sau đó thì mọi người sẽ đăng ký kênh YouTube. Chọn đăng ký. Quay trở lại. Rồi tiếp tục mọi người join vào Discord. Rồi thì cái kênh Discord này chắc cái đường link này nó đã bị lỗi rồi nhá. Thì anh em có thể bỏ qua. Sau đó mọi người bấm chọn vào Yes I did này. Rồi sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn vào Submit. Rồi sau đó thì sẽ nhập username của Telegram. Rồi tiếp theo sẽ gửi profiling của Twitter này. Rồi sau đó thì mọi người sẽ gửi cái đường link retweet bài đăng. Mọi người quay trở lại với Twitter. Rồi thì ở đây thì mọi người sẽ sao chép này. Và quay trở về bot. Rồi mọi người sẽ gửi cái đường link retweet vào đây. Rồi tiếp tục sẽ gửi cái send your YouTube username. Thì mọi người sẽ gửi cái username của kênh YouTube nhé. Thì bây giờ mọi người quay trở về kênh YouTube cho mình. Rồi ở đây thì mọi người sẽ bấm vào cái ảnh avatar này. Rồi bấm chọn kênh của bạn hoặc là cái username đây này. Đó mọi người nhìn thấy chữ A còng chưa? Rồi mọi người quay trở lại. Rồi mọi người sẽ nhập vào. Ok, tiếp theo thì mọi người bấm chọn vào Balance kiểm tra số dư này. Rồi thì ở đây thì mọi người sẽ nhận được 40 cái token PNB nhé. Đó, ok. Như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia vào dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.